Siêu thị Hải Minh xin chào quý khách. Hôm nay siêu thị Hải Minh xin giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm đầu lọc mã mạch ZBZ3100. Đây là dòng máy quét mã mạch tự động có khả năng quét dưới mã mạch dưới ánh sáng mặt trời với hai chế độ, đó là bấm quét và quét tự động. Đây là đầu lọc mã mạch ZBZ3100. Đi kèm với máy thì gồm có dây kết nối. Dây kết nối này thì dùng để kết nối giữa đầu lọc mã vạch và ổ cắm USB trên máy tính hoặc laptop. Dây này thì rất là dài và bạn có thể điều chỉnh được vị trí đặt máy cũng như là có thể dùng được quét thủ công. Hướng dẫn sử dụng và bảng mã vạch. Đối với tờ hướng dẫn sử dụng này thì quý khách có thể thay đổi được các chế độ bấm quét hoặc là quét tự động. Máy thì có thiết kế rất là nhỏ gọn và được đựng trong cái hộp sắt trắng để tránh va đập cũng như chế sức máy khi di chuyển. Để sử dụng máy, quý khách hãy cắm dây kết nối vào với cổng USB của máy tính hoặc laptop. Hiện tại máy đang ở chế độ bấm quét. Để chuyển sang chế độ auto quét, quý khách thực hiện các thao tác sau. Chọn và start. Chọn auto. Chọn end. Đây. Đầu quét tự động nhấp nháy. Máy này thì quét rất là nhanh và chính xác. Ưu điểm của dòng máy này đó là có thể đọc được hầu hết các loại mã vạch 1D, kể cả mã GS1 Data 3, bởi vì nó được hỗ trợ. Đầu lọc mã vạch ZBZ3100 có xuất xứ từ Đài Loan, được siêu thị Hải Minh nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo rõ ràng. Hải Minh nó không với hàng nhái, hàng giả, luôn luôn cung cấp cho quý khách những sản phẩm uy tín nhất và giá thành phải chăng nhất. Siêu thị Hải Minh với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh đảm bảo giao hàng toàn quốc, hướng dẫn quý khách sử dụng và lắp đặt sản phẩm đầy đủ. Đối với dòng sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 12 tháng. Tại siêu thị Hải Minh còn cung cấp rất nhiều các mẫu máy đầu đọc mã vạch khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau trên thế giới. Quý khách có truy cập ngay website siêuthihaiminh.vn hoặc siêuthimaychinhhang.vn để tham khảo thêm. Bên cạnh đó, tại siêu thị Hải Minh cũng cung cấp nhiều các thiết bị hỗ trợ mô hình kinh doanh phụ cho quý khách như là máy tính tiền, máy in hóa đơn. Nếu tư vấn về dòng sản phẩm này, quý khách có gọi điện ngay cho chúng tôi theo hotline 04-321-6365, 08-3510-2786, 0225-3528-299 để được tư vấn và hỗ trợ mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất.